Rồi, em Dương Nguyễn chào cả nhà nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho mấy anh em về pin, tình trạng pin năng lượng của các cái dòng Casio, Citizen và Seiko. Ở đây thì em chỉ chia sẻ cho mấy anh em về cái dòng radio control thôi nha. Đây. Tất cả các cái mẫu ở trên đây đều là radio control hết, chỉ trừ một con Citizen này, quay setter, con này cũng vậy, touch solar nè, multiband nè, con này thì rất là xịn rồi, con này thì cũng khá là quen thuộc ha, đây Citizen. Ở đây thì em sẽ có hai chiếc Citizen, một chiếc radio control và một chiếc pin bình thường thôi. Thế thì cái ưu điểm của dòng solar thì chắc anh em cũng biết rồi, đó là xài pin rất là lâu, rất là bền, và theo cái thông số của hãng á, thì là 10 năm gì á, thì mới pin nó mới yếu. Thế nhưng chúng ta lưu ý một điều đó là chúng ta mua hàng C, và thật ra ngay cả hàng new cũng vậy, 10 năm tính từ ngày xuất xưởng chứ không phải 10 năm tính từ cái lúc mình mua. Đó là một cái điểm quyết định để mình có thể nắm bắt được cái tình trạng pin như thế nào. Em lấy ví dụ như là ví dụ như mẫu đây đây. Mẫu đây nó ra đời vào năm 2000, em lấy ví dụ vậy đó nha, chứ em không có biết. Em không biết nó ra đời nhau năm bao nhiêu đó. Nó ra đời vào năm 2000, có nghĩa là lúc mà nó mới xuất xưởng á, thì pin của nó vô cùng khỏe, cực kỳ khỏe, đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà chủ cũ họ xài xong rồi bằng như thế nào đó mà mãi tới năm 2022 nó mới tới tay em, ví dụ vậy. Như vậy là đã 22 năm kể từ ngày xuất xưởng. Như vậy tình trạng pin bấy giờ nó còn tốt hay không? Nó có rất là nhiều các cái suy luận và những cái suy đoán. Ví dụ như là nếu như chiếc này là hàng trưng bày và ở trong tủ trưng bày á, họ vẫn còn một cái chốt để chặn cái núm đấy nè, thì lúc đấy bấy giờ á, pin nó sẽ tiết kiệm hơn. Và khi họ trưng bày ở trong tủ á, thì cái ánh đèn ở trong tủ trưng bày á, nó sẽ giúp cho cái pin năng lượng sẽ được duy trì hồi. Như vậy thì cái viên pin nó cũng sẽ đỡ bị tổn thọ hơn, đỡ bị hao pin hơn. Rồi quay trở về cái vấn đề và tình trạng pin. Thế thì nếu như mà xét tới dòng mà pin năng lượng á, thì cái ông Citizen là được mấy anh em là biết nhiều hơn cả. Và thậm chí là Citizen nói về năng lượng nó là số 1. Thì hôm nay em xin xác nhận lại, Citizen nếu mà nói về pin năng lượng nó là tệ nhất trong ba thằng Casio, Citizen và Seiko. Thì thằng Citizen là thằng pin tệ nhất, pin vô cùng dở nếu mà nói về tuổi thọ và độ bền, về cái tình trạng pin là thằng Citizen nó là dở nhất. Đó là cái kinh nghiệm bán hàng của em khi mà em đã từng một thời gian em rất là đam mê Citizen và những cái dòng này, Ecobrite 10 năm mới thay pin, rồi nào là công nghệ độc quyền vân vân các kiểu. Thế nhưng về thực tế khi mà em nhập hàng về em bán, kể cả Citizen, Seiko, Casio rất là nhiều, nhưng mà 100 con Citizen á thì pin yếu là hết cha nó đâu 60-70 con rồi đó. Còn pin thằng Casio và Seiko 100 con pin yếu cao lắm 3 con. Đó là một cái sự thật. Pin thằng Seiko em thấy cực kỳ tốt. Còn pin thằng Casio á, nó không bằng Seiko luôn, nhưng mà nó được một cái đó là rất là dễ test pin, rất là dễ kiểm tra xem là
cái mức độ binh của nó đang ở cái tình trạng là yếu hay là mạnh. Rồi bây giờ em sẽ chỉ cho mấy anh em cách test binh. Ở đầu tiên là đây, những cái dòng Casio á, mà nó có cái ô điện tử và nó có cái đèn ở đây nè, mình test pin rất là dễ. Đó, rất là sáng, ban ngày mà nó sáng như vậy là pin khỏe lắm anh em. Nếu như anh em mua một chiếc Casio này của một shop nào đó thì hãy nhờ họ test pin dùm bằng cách đó là bấm liên tục đèn này, bấm liên tục có khoảng 7-8 lần liên tục. Nếu như mà đèn của nó vẫn sáng và cái ô điện tử nó không có nhấp nháy thì có nghĩa là pin khỏe. Bởi vì mỗi lần mà mình bấm đèn á thì nó sẽ tiêu thụ một cái lượng pin khá là lớn, và nếu như mà mức độ pin đang yếu á, thì nó sẽ không có duy trì được. Kể cả là shop đó họ đã đem con Casio đem đi phơi nắng cả ngày 2-3 ngày, nhưng mà vốn dĩ là cái viên pin nó đã yếu lắm rồi. Anh em lưu ý là khi mà mình phơi nắng á, cái viên pin và cái tấm năng lượng này nó không có liên quan với nhau nha. Nó có liên quan nhưng mà nó lại không liên quan. Là vì sao? Tất cả những cái dòng năng lượng này, nếu như anh em mà tháo viên pin ra, nó vẫn chạy. Tháo viên pin ra nó vẫn chạy. Bởi vì ở trên này nó sẽ có một cái tấm năng lượng nắp thụ ánh sáng. Nắp thụ ánh sáng nó đưa vào máy và nó sẽ giúp cho cái kim nó sẽ chạy nhúc nhích. Dĩ nhiên là nó sẽ không có duy trì được đâu. Chính vì vậy mà nếu như một con Casio điện tử pin nó đã chai rồi, anh em phơi ở ngoài sáng nó sẽ hấp thụ ánh sáng của năng lượng mặt trời để nó hoạt động, nhưng khi anh em đem vào ở trong nhà là nó không còn tiếp thu ánh sáng nữa, nó sẽ chết ngay. Đó là em đang nói cái mức pin báo động gọi là chỉ được có 1 điểm thôi. Còn nếu như cái mức pin ở cái mức thang điểm là 3-4 điểm, anh em đem vào nhà em bấm đèn 2-3 cái, thậm chí là 1 cái thôi, đứng cứng ngắc liền. Sau đó anh em đem vào sáng phơi nắp thụ năng lượng thì bấy giờ cái đồng hồ đó được hoạt động theo nhờ vào cái pin năng lượng chứ không phải là nhờ vào cái viên pin ở trong đồng hồ. Và cái cơ chế mà pin tồn tại 10 năm đó là sao? Đó là anh em á, mình đi, có nghĩa là mình đi ở ngoài đường, mình tiếp xúc với các cái nguồn sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn điện, vân vân, thì cái pin lúc bấy giờ cái bộ máy á, nó sẽ nhận cái pin của năng lượng và nó sẽ tạm thời nó xài cái pin năng lượng đó. Chính vì vậy mà cái viên pin thạch anh, pin thạch anh nó sẽ rất là ít được, nó giống như là nó sẽ được tiết kiệm pin vậy đó, vô tình là nó sẽ kéo dài rồi. Thì chỉ đơn giản thế thôi. Chính vì vậy mà sẽ có những cái dòng như vậy nè, sẽ có những cái trường hợp như vậy nè. Đó là những cái dòng Eco Drive chúng ta vẫn có thể thay pin thường được. Ví dụ như một viên pin thường, pin thạch anh, pin quạt, chúng ta gắn vào một cái đồng hồ, nó chạy được khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm tùy máy nha. Hết pin nhanh hay chậm là do cái bộ máy nó tiêu hao nhiều pin hay không nữa kìa, chứ không phải là cố định. Sau khi mà cái đồng hồ Eco nó bị hư pin, nhưng mà mình tháo viên pin ra, mình rọi đèn trực tiếp vào mà mình thấy kim nó có chạy á, có nghĩa là bộ máy nó vẫn còn tốt, nó chỉ bị hư pin thôi. Thì bây giờ mình ra ngoài tiệm mình thay một viên pin thường vào, bởi vì viên pin năng lượng nó mắc tiền quá. Mình thay viên pin thường 50-100 ngàn tùy. Có điều là thông thường một viên pin đó, nếu như mình gắn vào một cái bộ máy bình thường thì khoảng từ 1-2 năm tùy máy.
Thế nhưng mình gắn cái viên pin nó vào một cái máy năng lượng mà mình mới thay á, nó sẽ là gấp đôi, thậm chí là gấp ba cái thời gian sử dụng. À, bởi vì sao? Quay trở về cái nguyên tắc bình thường, đó là nếu như chúng ta đi ở ngoài ánh sáng, mình tiếp xúc với các cái nguồn sáng á, thì đồng hồ cái bộ máy nó sẽ ưu tiên sử dụng cái pin từ các cái nguồn sáng mà không ưu tiên sử dụng pin từ trong máy, là pin pin thạch anh. Chính vì vậy mà mình đã hiểu một phần nào cái cơ chế của thằng pin năng lượng này rồi nha. Vậy thì tại sao pin thằng Serco và Casio nó lại tốt hơn pin thằng Citizen? Ở đây em có hai con Citizen, có thể nói đây là những mẫu đời mới, và đặc biệt là chiếc này em mới về cách đây mấy hôm thôi. Em đi phơi nắng đã 3 ngày rồi, thế nhưng nó không hề chạy, không hề nhúc nhích cái gì luôn. Đây là cây kim dây nè, không hề chạy. Và em mới tháo viên pin ra, em gọi điện vào thì nó cũng không hề chạy máy luôn. Chứng tỏ là con này là không những pin nó đã chai, em đi lấy pin ra em đi đo luôn rồi, pin nó đã cạn pin rồi, mà cái máy nó cũng chết luôn rồi. Lý do chính nó chết á, theo em nghĩ là do nó ở trong tối lâu á. Nó ở trong tối lâu á thì gần như là nó, cái pin năng lượng nó không có tiếp xúc á, giống như là nó bị khô khốc người. Tại vì những cái dòng pin năng lượng á, theo như em thấy á, nó khó chịu lắm. Không, tính ra những cái dòng đồng hồ bình thường á, đồng hồ pin quạt bình thường á, nếu như mà chúng ta ít sử dụng nha, nó vẫn hơn. Nếu như mà mình để nó hết pin lâu lắm rồi, hết pin cả 6 tháng 1 năm sau, xong rồi tự nhiên mình vô tình mình phát hiện ra nó, mình đem ra tiệm thay pin cho nó không chạy. Là do nó cái bộ máy bên trong á, nó khô khốc á, nó vận hành hết nổi. Con này rất là tiếc luôn. Một cái mẫu đời mới, mới xuất xưởng mấy năm trời thôi. Đây là kính selfie nguyên khối nè, hàng nội địa Nhật nè, thấy không? Nội địa chứ vẫn hư thôi. Có bướm nè, mặt vuông nè. Đố anh em nào mà sở hữu một chiếc đồng hồ mặt vuông kính selfie nguyên khối, thậm chí anh em đi tìm mua luôn. Em cho mấy anh đi tìm mua, mấy anh lên trên mạng ấy, mấy anh là tôi muốn mua một chiếc đồng hồ mặt vuông kính selfie, đố anh em tìm mua luôn. Khó lắm, rất là khó, giá cũng rất là cao, và nó thường chỉ được trang bị cho những cái dòng thị sĩ cao cấp, mấy chục triệu thôi. Thế nhưng mà một chiếc Nhật này, Eco mặt sang chứ, đẹp tuyệt vời luôn, chết này. Đây là một cái em đang muốn nói về cái việc là pin năng lượng của thằng Citizen nó tệ lắm. Cái xác suất tệ ở đây có nghĩa là cái xác suất mà pin nó mau hư, mau hỏng, nó mau hết, nó nhiều hơn, chứ không phải là cái con Citizen nào nó cũng tệ. Bởi vì hồi xưa em bán rất là nhiều Citizen, nhưng mà sau khi nhiều trường hợp nó bị như vậy thì em hết muốn bán luôn. Dạo này em biết Citizen đó. Và một cái điểm đặc điểm, cái nhược điểm của thằng Citizen dòng radio control nữa là lâu lâu nó sẽ bắt sóng bên Nhật. Nó quá lắm. Mặc dù là mình đã chỉnh đúng giờ, chuẩn giờ Việt Nam rồi, thế nhưng bỗng dưng một ngày nào đó đẹp trời rực mở, tự nhiên cái nó chậm đi 2 tiếng, hoặc là nó chậm 2 ngày, hoặc là nó nhanh 2 ngày, nó đi lấy sóng ở đâu do cái bộ máy của nó. Cái bộ máy của nó ngay lúc ban đầu sản xuất ra là nó được hiểu là lấy sóng của Nhật. Cho nên là bỗng nhiên một ngày nào đó rực mở, nó đi bắt sóng Nhật, và thế là mình phải chỉnh giờ lại. Thế nhưng chỉnh giờ của những cái dòng này rất là khó. Và em có một cái lưu ý, đó là 95% những cái hàng mà radio control là không thay bình thường được. Chỉ thay bình thường được cho những dòng Eco Drive. Còn Eco Drive mà kèm theo cái radio control đó là không thay bình thường được. 95% nha.
Tại cái đó nó lại liên quan tới cái mẻ pin nữa. À, nhưng mà hầu hết những cái dòng radio cần cho nó sử dụng cái mẻ pin nó khác, nó yêu cầu cái vôn khác, cho nên là pin thường chúng ta đi ra tiệm nó không có đó thôi. Còn pin eco thì được, 95% pin eco thì thay pin thường được, còn 95% pin eco radio thì không thay pin thường được. Ở đây thì em có cái chiếc nè, đây là một cái mẫu Seco đời xưa nè, nói chung nó cũng em nghĩ nó cũng rất là lâu rồi. Thế nhưng pin của nó cũng rất là khỏe. Đó, cách chỉnh giờ những cái dòng này thì cũng dễ thôi. Mình rút ra một nấc nè. Xong rồi mình ấn cái nút này. Đây, cái tâm để đâu à. Nhưng mà đại khái là chỉnh giờ của những dòng này nó cũng có đơn giản đó. Con này cũng vậy. À, giữ nguyên nút 2 giờ khoảng chừng mấy giây đây. Đây hiện SZ đó. Đó, rồi mình có thể bắt đầu chỉnh được rồi. Ừ, ok chưa? À, chỉnh giờ được cũng là một cái cách để mình nhận dạng được là đồng hồ pin nó còn tốt hay không. Đây. À, con đây thì pin cũng rất là khỏe nè, đang chạy đúng giờ. Con này cũng pin ok nè, dòng này thì chỉnh giờ khó hơn một chút. À. Như vậy là em lưu ý chúng ta khi mà mình mua những cái dòng mà pin năng lượng mà có tính năng radio cần cho nó, bởi vì là không có thay pin được, cho nên là khi mua chúng ta lưu ý hỏi cái người bán á, là pin có còn khỏe không. À, khỏe đây là khỏe như thế nào? À, khỏe đây là mọi tính năng là đèn, chuông, đề, điện, rồi là reset kim hay chỉnh giờ, mọi thứ đều ok hết thì mới gọi là pin khỏe. À, bởi vì những cái ông citizen á, mình đi phơi nắng á, cây kim dây nè nó sẽ có chạy, nhưng mà mình không có chỉnh giờ được. À, thì đó là không phải là khỏe mà chỉ là pin yếu đó. Chỉ là nó vừa đủ pin để chạy thôi, chứ không phải nó không có đủ mạnh để mà sử dụng được. Mình lưu ý chỗ đó nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Em đang cố tìm một số các cái mẫu cơ có Âu có phép để mình em chia sẻ cho mấy anh em về những cái dòng cơ. Rồi, chào anh em nha.